Sau những clip unbox trăm củ vừa rồi ấy, thì tôi thấy rằng các bác cực kỳ đam mê unboxing. Thế nên là ngày hôm nay thì tôi có một cái thùng siêu to khổng lồ ở đây sau một đợt mà tôi đi du lịch về để unbox cùng với các bác. Và các bác hãy cùng xem là tôi sẽ có gì trong chiếc hộp thần thánh này nha. Và bên cạnh đấy tôi sẽ cho các bác thêm một số tip khi mà các bác đi du lịch Đài Loan. Dạo này nhá, du lịch siêu rẻ, visa miễn phí mà giá vé chỉ từ 2 triệu thôi. Tại sao mình lại không đi nhở? Chào các bác, tôi là Linh đây và ngày hôm nay thì chúng ta đã có một video mới. Video ngày hôm nay thì bọn mình sẽ cùng nhau unboxing một thùng mà Linh đã mua trong tháng 12 này. Và toàn bộ là mới tinh, mới toanh nha mọi người. Và sắp tới là đợt Giáng sinh nên là Linh nghĩ rằng mọi người cũng sẽ có thể là săn thêm được những món trong cái ngày Giáng sinh của mọi người. Và trong cái đợt này nếu mọi người đang muốn chuẩn bị đi du lịch ở đâu ấy thì Linh cũng sẽ cho mọi người một cái gợi ý là đi Đài Loan. Thì tại vì Linh là con lai Đài Loan nên là một người rất là có kiến thức và kinh nghiệm, sẽ chia sẻ với mọi người rằng đây là một địa điểm cực kỳ nên đến vào mùa thu đông này. Nếu mà mọi người đang định chuẩn bị đi thì đừng quên là xem hết clip này để chúng ta có thể vừa unbox một số đồ bên Đài Loan, một số sản vật mà mọi người nhất định phải mua, và bên cạnh đấy là sẽ có thêm kinh nghiệm để đi du lịch nha. Đầu tiên ý, thì nếu mà mọi người chưa biết thì bây giờ Đài Loan đã khá là mở cửa với cả tất cả mọi du khách, đặc biệt là ở Việt Nam chúng ta. Nếu mà mọi người định đi du lịch ý, thì mọi người lưu ý rằng là mọi người nếu mà đã có visa Hàn Quốc này, visa châu Âu này, visa của một số nước kiểu như là Úc chẳng hạn, thì mọi người cũng sẽ có thể là được làm visa miễn phí ở trên mạng. Mọi người sẽ chỉ cần mất 5 phút để lên trên mạng tìm các thông tin thôi. Vợ chồng mình thì ngày hôm đấy cũng rất là sốc ấy, tại vì khi mà bọn mình lên thì chỉ điền nhanh ơi là nhanh luôn, điền mỗi một tí thôi là đã có thể có được một cái tờ giấy. Và mọi người có thể thấy là sẽ để bên này cho mọi người xem cái tờ giấy nó trông như này này, thì mọi người sẽ đạt yêu cầu. Còn nếu mà giả sử như là hồ sơ mọi người mà không đạt ấy thì nó cũng sẽ là kiểu thao tác bằng máy luôn, và trong vòng 2-3 phút mọi người sẽ biết là mọi người có đạt được yêu cầu hay không. Còn nếu mà giả sử như mọi người chưa từng đi những quốc gia này thì rất tiếc là mọi người sẽ vẫn phải ra đại sứ quán để mà làm hồ sơ đấy. Nếu mà nói về sản vật ở Đài Loan, mà nói về dưỡng da thì Linh nghĩ rằng chúng ta không thể nào mà không nói tới Dr. Morita được mọi người ạ. Đây là cái hãng mặt nạ vô cùng nổi tiếng, và nếu mọi người đi Đài Loan thì nhất định mọi người sẽ phải săn nhãn hàng này. Tại sao lại là Dr. Morita chứ không phải là các nhãn hàng khác? Mặc dù là ở Việt Nam mọi người cũng sẽ thấy là có Dr. Morita rồi, nhưng mà bên Đài Loan ý thì nó sẽ bán rất là nhiều cái bản khác. Nhưng ở đây nó sẽ chỉ bán những cái bản mà bình thường thôi, thì bên đấy sẽ có rất nhiều bản limited nha mọi người. Ví dụ như giả sử như cái bản này của Lin là bản 50 giây này. Đây, bản 50 giây này là bản limited và nó cực kỳ là mướt với cả cực kỳ ẩm luôn. Tất cả các mặt nạ của bên Đài Loan ý thì nó sẽ đều sử dụng công nghệ rất là an toàn với cả tự nhiên. Và bên cạnh đấy thì lúc nào sẽ có seal nha mọi người. Ví dụ như mình sẽ có một cái seal như thế này để cố định cái dưỡng chất của mặt nạ, không khiến cho mặt nạ nó bị trôi nước. Một cái mặt nạ mà Linh thấy mọi người sang Đài Loan rất là hay mua đấy là My Beauty Diary. Nhưng mà bản thân Linh thì Linh thấy là cái đấy dùng không thích lắm đâu mọi người ạ. Nên là nếu mà mọi người đang có ý định mua thì mọi người nên mua cái mặt nạ này nhá. Mặt nạ này của Dr. Morita thì Linh rất là thích. Đảm bảo với mọi người là mọi người sẽ không tìm thấy những cái loại mà Linh đang giới thiệu ở đây ở Việt Nam đâu. Tại vì ở Việt Nam mình thì nó mới chỉ ra một số dòng rất là cơ bản thôi. Vì vậy nếu như mọi người đi du lịch ít thì mọi người nhất định là nên mua. Mà thấy không? Khi mà mình bôi ra tay này thì cảm giác là cái dưỡng chất của nó cực kỳ là nhiều so với cả là những cái dòng sản phẩm khác. Vì vậy mà sử dụng vào mùa thu đông này cực kỳ phù hợp luôn. Cuối cùng là Linh thấy một cái dòng mà rất là nổi tiếng ở Việt Nam, đấy là dòng mặt nạ đen này, thì Linh sẽ mở ra cho mọi người cùng xem nhá. Nó sẽ giúp mọi người làm kiềm dầu này, giúp xử lý lỗ chân lông, với cả là nó sẽ có chiết xuất nấm để giúp cho mọi người có thể làm chống oxy hóa rất là tốt. Và đây cũng là một cái dòng mà Linh rất là thích. Vì vậy nhá, Linh sẽ give away cái này cho một bạn nào may mắn. Thì mọi người có thể comment là mặt nạ Dr. Morita, với cả mọi người comment lý do mọi người muốn nhận sản phẩm này. Cái này Linh đã bóc rồi nhưng mà nó sẽ vẫn là còn nguyên sản phẩm nha mọi người, vẫn chưa lấy ra cái nào. Thế nên nếu mà mọi người đang muốn cái phần quà này từ Đài Loan của Linh thì đừng quên là cho Linh biết nhá. Đây sẽ là một cái phần mà tặng cho mọi người trong tháng 12 này. Tiếp theo sẽ là một set sản phẩm Linh cũng mua ở trong Watson luôn, đấy là một set của Dr. Wu. Lần này thì Linh sang Đài Loan chủ yếu là Linh chỉ mua các cái hãng của Đài Loan thôi chứ không mua các cái hãng ở nước ngoài. Dr. Wu cũng là một cái hãng mà rất nổi tiếng ở Việt Nam rồi, và Linh nghĩ rằng mọi người rất nhiều bạn đã từng sử dụng cái chai mandelic acid của nhãn hàng đúng không? Và Linh cũng đã từng review là Linh là một người không dùng được cái sản phẩm đấy, tại vì là lúc mà dùng xong ấy thì Linh đã bị lên mụn bởi vì đã bị kích ứng với cái sản phẩm. Thì Linh sau đấy cũng rất là ngại mua Dr. Wu, nhưng mà đấy sang Đài Loan thì Linh cũng muốn mua thử một cái set như thế này. Đây là set holiday và giá của nó là 1.212.000 đô Đài Loan nha các bác. Và với cả một cái giá như này thì nó sẽ rơi khoảng tầm chưa đến 1 triệu thì các bác đã mua được một cái set gồm có 4 sản phẩm như thế này. Với một set như thế này các bác thì lúc đầu ấy tôi vào đấy thì tôi mua, tôi cũng không đọc chữ mấy, thì tôi cứ tưởng là 4 chai này là 4 chai full size. Thế là tôi cứ thế là tôi múc thôi, tại thấy là nó ôi rẻ quá, nhưng mà cuối cùng là hóa ra chỉ có 2 chai này là full size thôi. Đây, hai em này là full size.
Còn hai bạn này thì làm mini size các bác ạ. Đấy, thế nên là các bác nên đọc kỹ sản phẩm trước khi mà mua nhá. Không, đừng có như tôi các bác ạ. Là tôi thấy là mua hơi bị hớ rồi đấy. Ở trong này thì nó sẽ gồm có 4 sản phẩm. Thì đầu tiên nó là một cái chai này của Dr. Wu, là chai Age Versal. Em này là Multi Peptide Serum, ở Việt Nam vẫn chưa có. Tức là nếu mà các bác thấy rằng là sản phẩm này ấy, bình thường Dr. Wu sẽ chỉ có một số sản phẩm cơ bản thôi, thì em này nó là một dòng siêu siêu mới luôn, mà mới chỉ xuất hiện ở Đài Loan thôi. Là nó giúp cho mọi người có thể là được làm căng bóng ở trên da, với cả là nó sẽ có peptide. Và khi mà Linh sử dụng em này xong thì Linh cảm thấy nó rất rất là ẩm. Và bạn này chắc chắn là sẽ rất là phù hợp với những làn da lão hóa và sử dụng tốt vào mùa đông. Bạn này thì cũng sẽ có công nghệ là công nghệ sửa chữa vào thời gian. Nghe nó cũng rất là sang mọi người ạ. Nhưng mà Linh thấy rằng là thực ra là nó cũng kiểu là một cái công nghệ về peptide thôi, Linh đoán là như thế. Và với bạn này thì mọi người thấy là khi mà mình bôi ra ấy, mình cảm giác là cái texture của nó sẽ dày và nó sẽ có cảm giác rất là êm luôn. Dr. Wu thì thường là sản phẩm nó cũng rất là lành tính, không cồn, không hương liệu mọi người ạ. Nên là mọi người cũng sẽ không phải lo về cái việc là sử dụng được cho da nhạy cảm hay không nhá. Tiếp theo đấy là trong set thì sẽ có hai em này, là hai em khá nổi tiếng ở Việt Nam rồi. Đấy là một em lotion HA với cả một em toner HA. Thì Linh nghĩ rằng bạn nào mà yêu thích Dr. Wu thì cũng đã từng sử dụng cái combo này. Và combo này nó cũng sẽ rất là phù hợp dành cho da từ hỗn hợp thiên dầu cho tới da khô mọi người nhé. Với cả những làn da mà mọi người quá dầu ấy thì sử dụng bạn này sẽ vẫn có cảm giác là hơi bị nhờn bóng một xíu. Mà thực ra là sử dụng cũng rất rất là thích luôn. Và với combo này thì Linh sẽ tặng cho mọi người ở trên cái video này luôn. Mọi người comment là muốn nhận cái combo HA này thì Linh cũng sẽ tặng cho mọi người nhé. Và cuối cùng đấy là một cái em này là em Serum Oil Squalane. Bạn này thì nó là một cái serum để giúp cho mọi người có thể được cấp ẩm dành cho da dầu. Và loại này nó sẽ là dầu dưỡng ẩm nhưng mà nó lại rất là mỏng nhẹ nha mọi người, và siêu siêu phù hợp để xử lý kháng viêm ở trên làn da dầu luôn. Thế nên Linh thấy rằng đây cũng là bạn rất là sáng giá để thử trong đợt này. Với một số cái tính chất như thế thì Linh cũng rất là hồi hộp để mang nó về đây để tặng cho một người bạn nào đấy da dầu ở Linh. Và sau đấy là các bạn có thể feedback cho mình, tại vì mình không phải là da dầu, thế nên là mình dùng cái này cũng sẽ không hợp. Sản phẩm tiếp theo mà chị em đi Đài Loan chắc chắn là phải thử. Nếu mà chị em thấy rằng ở bên Đài Loan cái gì nổi nhất ngoài mặt nạ ra thì chắc chắn nó sẽ là len mắt mọi người nhá. Và bên này thì sẽ khá nổi về len màu với cả là len giãn tròng. Vì vậy những bạn nào mà đang quan tâm đến len màu và len giãn tròng thì đừng quên là thử. Ở đây thì Linh có một cái hãng này là của Clarlen. Cái màu này mà Linh mua là màu Liadel. Em này là màu Astra và nó sẽ là kiểu màu hơi nâu nâu một tí. Ở bên nước ngoài, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan ấy, thì khi mọi người mua len, mọi người phải lưu ý là nó sẽ có len một ngày, có len một tháng với cả có len 6 tháng. Chứ thường là nó sẽ không bán cái cặp len mà kiểu nó dùng chung chung 1-2 năm như ở Việt Nam. Giả sử như mọi người vào Đô A ấy, hay mọi người vào các cái hãng ở Việt Nam mình ấy, thì thường là họ sẽ bán cho mình một cái bộ len mà dùng được rất là lâu. Và ở bên Đài Loan thì đây, khi mọi người mua thì chúng ta sẽ nhận được một cái bộ len như thế này. Đây nhá mọi người. Màu này là một cái màu kiểu như là nó là màu ghi thôi. Và cái loại này thì nó rất là kiểu basic luôn. Và lúc mà Linh xem catalog ấy thì Linh thấy là Liadel rất là xinh. Thế nên là Linh đã mua cái này về để thử. Và chắc chắn rằng là những bạn nào mà yêu thích ít gì thì chắc chắn cũng sẽ thích cái len này thôi các bác ạ. Tại trong nó rất là dễ thương. Cái này tôi mua không quá rẻ nhá, khoảng tầm 400.000 đấy các bác ạ. Và màu, và khi mà các bác mua thì các bác chú ý là có các độ cận ở đây nữa. Thì độ cận nó rất là giống Việt Nam mình. Thì các bác nhớ là phải mua độ cận là như là 300. Đấy, thì bác hãy mua được một cái set như thế này gồm có 10 miếng. 10 miếng này bác nhớ là vẫn chỉ dùng được 5 lần thôi nhá. Thế nên là các bác nhớ phải tính toán cẩn thận vào khi mà mua len. Nhiều bác là mua hớ lắm. Tiếp theo là một lỗi sai mà các bác rất hay gặp phải khi mua len ở nước ngoài. Đặc biệt đấy là những cái tiếng mà mình không hiểu như thế này. Thì mọi người rất là chỉ hay mua một cục như thế này thôi. Tức là ví dụ mọi người thấy ở trong đấy họ bán tầm 150-200.000 cho một cái hộp này, thì mọi người thấy là ôi rẻ quá mua luôn, tại vì nghĩ ở trong này có cả đôi. Nhưng mà không phải nhá, mọi người bắt buộc là phải mua hai chiếc nhá. Mọi người mua một chiếc như này là chỉ có một mắt thôi nha. Tiếp theo là một sản phẩm mà chắc chắn các bác đi là sẽ phải mua, đấy chính là rong biển. Rong biển thì các bác bắt buộc phải mua ở cái hãng này các bác nhá, chứ không phải mua hãng khác đâu. Đây là hãng núi à, núi nguyên bản à. Ừ đấy, kiểu núi nguyên bản ấy. Tên tiếng Trung của nó là Yuan Bản San các bác. Ok, các bác có thể là lấy cái tên tôi để trên này, các bác có thể đi mua. Ở đây nó sẽ bán cái rong biển này là rong biển tẩm. Nghĩa là ở trong này khi mà các bác mua ấy, nó sẽ không phải giống như rong biển của Hàn Quốc, là nó sẽ có không có vị gì cả, hoặc là nó có vị muối rất là nhạt. Tại vì cái này nó là đồ ăn vặt, chứ nó không phải là kiểu các bác phải cuốn cơm ấy. Thực ra các bác cuốn cơm thì cũng được thôi, các bác cho vào đồ ăn cũng được. Nhưng mà ở đây là nó chủ yếu nó design là để các bác có thể là ăn như kiểu đồ ăn vặt ấy. Thì cái này là ở bên Đài Loan thì thường khi mà mọi người sao mọi người sẽ rất là hay mua. Mỗi cái này nó sẽ có một cái tép như thế này. Một cái tép bên trong này thì có tầm 4-5 miếng các bác nhá. Và ăn rất là ngon. Đây tôi sẽ ASMR cho các bác xem. Trời ơi, tôi thích cái này kinh khủng khiếp luôn nha các bác ạ. Thực ra tôi không nhớ là nó đắt hay không, tại vì cái này là cô tôi mua cho, mà tôi nghĩ là nó cũng không đắt lắm đâu. Nếu mà nói về đồ ăn ở bên Đài Loan ấy thì chúng ta sẽ điểm qua một số món mà các bác rất là nên đi ăn ở bên Đài Loan nhá. Thứ nhất đấy là
các bác sẽ nên ăn đậu phụ thối nhưng mà là loại chiên, chứ đừng có mà ăn loại nước. Tại vì loại nước thì rất là khó ăn nhá, các bác phải ăn loại chiên. Và loại chiên thì thường các bác mua rất là rẻ, không khoảng tầm 80.000 ăn được rồi. Nó cũng sẽ là dạng như kiểu là cái vị của nó ấy, thì nó không ghê đâu, nó không bị thối đâu, nhưng mà cái mùi nó rất là ghê. Ok, thì đấy là về đậu phụ thối nhá. Mà thứ hai đấy là về xiên nướng. Xiên nướng kiểu xiên bẩn đấy các bác. Thì ở bên Đài Loan nó không bẩn nha, xiên ở ngoài phố nó ăn cực kỳ tươi luôn. Và đặc biệt đấy là hải sản này, bò gà này, đặc biệt là những cái con như kiểu là ốc này hay là mực, bạch tuộc các thứ ấy, eo ơi ăn ngon kinh khủng khiếp luôn các bác ạ. Thế nên là đến Đài Loan các bác bắt buộc phải ăn đồ nướng nhá. Với cả là sẽ có một cái cũng rất là hay nữa, nhưng mà nếu mà các bác xếp hàng được, các bác xếp hàng, đấy chính là nấm nướng. Nấm nướng ở đấy thì người ta cũng sẽ cho tẩm gia vị vào và ăn nó cũng rất là hay, giống như kiểu là một loại đồ ăn vặt. Nhưng mà tôi không thể xếp hàng nổi, tại vì lúc nào cái quán đấy nó cũng sẽ rất là đông. Vì vậy bạn nào mà đang mong muốn được ăn thì đừng quên là hãy để dành thời gian ra để mà xếp hàng ở trong chợ nhá. Và một món cuối cùng mà chắc chắn mọi người nên ăn, tôi không tư vấn trà sữa trân châu đâu nhá, tại tôi thấy là trà sữa trân châu ở Việt Nam ấy nó không kém gì ở bên Đài Loan rồi ấy mọi người. Kiểu bây giờ trà sữa trân châu ở Việt Nam đã rất là cao cấp rồi. Nhưng mà nếu mà một món mà Linh nghĩ rằng nó rất là ngon, đấy là chè khoai dẻo. Chè khoai dẻo bên đấy thì nó sẽ có nóng với cả đá, thì nếu mà mọi người ăn nóng thì như thế nó sẽ ngon hơn. Và một cái miếng khoai của nó, tức là nó rất là kiểu ngon ý, nó kiểu dạng tươi ngon ý mọi người. Với cả là nó sẽ rất là dẻo và nó kiểu nhà làm luôn ý. Nên là cảm giác khi mà ăn thì cực kỳ là mê lắm mọi người ạ. Eo ơi, hôm đấy lên trên núi ăn mà cảm giác là sướng hết cả con người luôn. Tiếp theo đấy là cái món mà mọi người nhất định nên mua quà làm mang về, đấy chính là ruốc. Và ở đây thì mình sẽ có hai loại, đấy là ruốc cá hồi với cả là ruốc bò. Hãng này cũng là một hãng mà siêu hot ở bên Đài Loan nha mọi người. Đây là Xin Tung Giáng. Và hãng này thì nó sẽ có chuyên về các cái đặc sản thực phẩm dành cho những bạn nào mà thích ăn các cái đồ liên quan đến bò hoặc là liên quan đến động vật. Với cả hai cái loại này thì mọi người sẽ có thể mua trong vòng khoảng tầm hơn 200 cho một hộp nhá mọi người nhá. Và cái hộp ruốc như thế này thì mọi người có thể sử dụng để ăn liền, hoặc là mọi người có thể sử dụng để ăn với cơm cũng rất là ok này. Và cái này thì nó sẽ có hai loại, thường nó sẽ có hai loại chung chung là loại có rong biển với loại không có rong biển. Thì nếu mà các bác thích ăn cái loại mà nó có rong biển ý thì cảm giác nó sẽ rất là ngon. Tiếp theo là một cái này, nó là một cái đế điện thoại. Và ở bên Đài Loan ấy mọi người, thì khi mà mọi người đi tham quan các cái khu phố cổ thì người ta sẽ thường có rất là nhiều chế phẩm từ gỗ với cả là một số cái đồ lưu niệm đó mọi người ấy. Thì Linh nghĩ rằng mọi người đến đấy thì cũng rất là nên mang một cái gì đấy mang về. Ngoài cái nam châm mà mọi người mua để tích xem là mình đi đến đâu rồi, thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ nên mua một vài cái chế phẩm từ gỗ như thế này. Tiếp mọi người ơi, chúng ta sẽ tiếp tục là đồ ăn nha các bác. Đi Đài Loan các bác phải mua thật nhiều đồ ăn cho tôi. Chúng ta sẽ có kẹo. Đây, đây là kẹo sô-cô-la này. Tiếp theo là mình có kẹo ô mai này. Đây, ô mai Đài Loan. Tiếp theo là chúng ta có kẹo này, tôi đã lấy ra để phân phát cho mọi người nên là tôi bóc hết cái vỏ nó ra, xong rồi là để các vị lẫn với nhau. Đây là kẹo kiểu như là kẹo dẻo ấy, có nhiều vị, có ví dụ như là có vị dâu tây này, có vị chanh leo này, có vị xoài này, vân vân, nhiều vị lắm các bác ạ. Đấy, trời ơi, các bác phải mua thật nhiều đồ ăn về cho tôi. Và tiếp theo đấy là có bánh nữa. Đây, một rất nhiều bánh các bác ạ. Đây là cái hộp bánh mà tôi đã chia ra cho mọi người rồi. Ở bên Đài Loan thì nó có nổi tiếng nhất là bánh dứa nha các bác nhá. Bánh dứa các bác rất là nên mua. Nhờ tại vì đợt này là bố tôi đi sang Đài Loan nên bố tôi chưa về ấy, nên là vẫn chưa cầm cho tôi bánh dứa được. Hôm sau bố tôi về thì bố tôi sẽ cầm bánh dứa cho tôi luôn. Trời ơi, nói chung là rất là ngon nha các bác. Tại vì bên Đài Loan ấy thường khi mọi người ăn uống hay là mọi người mua bất cứ một cái gì ấy, thì vị nó cũng sẽ không bao giờ quá mặn, với cả không bao giờ quá là ngọt, không bao giờ quá chua. Tại vì kiểu người ta hướng đến là ăn uống theo kiểu healthy ấy mọi người, tức là lúc nào cũng sẽ nhạt ấy. Vì vậy mà khi mọi người mua thì mọi người cũng nên chọn những sản phẩm phù hợp. Đây là một cái mà Linh mua là nó, nhưng cũng không biết đây là cái gì nữa. Đây là cái gì hả anh? Đào à? Ừ, ngon cực, ngon dã man luôn. Ừ, đầu tiên là bọn mình ăn kiểu ăn một đống luôn. Kiểu hôm đấy nhá mọi người, nhìn cái hàng, xong rồi mình với chồng mình ăn hết tất cả cái đấy, xong cuối cùng là không thấy cái nào ngon cả. Xong người ta bảo là thôi ăn cái này đi, ăn thử. Thế thấy ngon luôn, ta mua luôn. Còn kẹo đấy mọi người, kẹo dẻo ấy thì là, đấy là kẹo dẻo và nó có vị rất là thanh. Bên ngoài nó sẽ tẩm một ít đường, và bên trong thì nó sẽ là vị mà người ta làm kẹo truyền thống, và nó sẽ không bị ngọt nha mọi người, nó không hề bị ngọt luôn. Đây, không bị ngọt tí nào. Ví dụ như đây là vị dâu tây này. Đấy, một cái viên kẹo dẻo như thế này, người ta tự làm rất là ngon. Một cái gói như thế này ý, mọi người sẽ mua với giá khoảng tầm 150 một gói. Tại vì nó cũng không phải là cái kẹo mà sản xuất hàng loạt ý, người ta tự làm nó cũng mất nhiều công ấy, mình đoán thế, nên là nó cũng đắt. Nói chung là mọi người rất là nên mua nha, rất là nên mua, phải mua, trời ơi phải mua. Rồi ok, vừa rồi đã là một số sản phẩm ở Đài Loan. Thì
cái đống này nhá mọi người, thì nó sẽ không đến 10 triệu đâu, nó chỉ kiểu vài triệu thôi và mọi người vẫn có thể mua được. Tuy nhiên đây là kiểu như là vắt não của tôi ra, các bác, tôi vắt hết não ra để mua một cái này xong rồi về review các bác ấy. Các bác mà đi Đài Loan thì nhớ phải mua một cái này nhá. Cuối cùng thì tôi sẽ unbox các bác một số cái sản phẩm mà PR Box mà tôi nhận được trong tháng 12 này. Đấy chính là Q's. Q's có 2 hộp luôn. Có khi đến cuối năm maybe là sẽ được nhận thêm cả cái hộp 12 tháng ấy, calendar đến ngày 24 tháng 12 ấy. Hộp này của Q's là hộp có 3 sản phẩm này. Đây là một sản phẩm vitamin C rất nổi tiếng của hãng rồi. Đây là một sản phẩm dành cho da lão hóa để giúp mọi người có thể có một cái kem dưỡng giúp làm sáng da và săn chắc da. Và cuối cùng là một cái retinol serum. Em này thì cũng rất là nổi rồi nha mọi người. Ok, tặng này, tiếp tục tặng này các bác ơi. Bác nào mà đang xem cái này ấy, thì tôi sẽ tặng cho các bác cái này nhá, cái mini này trước để dành quà để hôm sau tặng tiếp. Đây, bác nào muốn lấy retinol 1%, cái này cũng đắt phết đấy các bác ạ, 10ml của nhà Q, rồi bác comment là cái retinol này nhá, tôi tặng cho các bác để các bác có thể là sử dụng trong mùa hanh khô này và giúp các bác có thể có một làn da căng bóng. Một em serum retinol mà tôi đã từng review rất là nhiều nha các bác. Hết được một ẩn đấy, đỉnh lắm. Đỉnh lắm, đỉnh lắm. Và tiếp theo, chúng ta sẽ có trong hộp này thì tôi sẽ tặng tiếp luôn. Trong hộp này có cái gì nha các bác nhá. Hộp này sẽ có một chai toner của Q's. Đây là bản đặc biệt, bản mùa holiday. Tiếp theo là một cái chai kem dưỡng, một hộp kem dưỡng Ultra Facial Cream. Và tiếp theo là một hộp Kylie Corrective Dark Spot Solution. Hộp này cũng là một hộp kiểu vitamin C khá là nổi tiếng của hãng. Cái này, mấy cái này thì review nhiều rồi các bác nhở. Thế nên là tôi tặng cho các bác một cái hộp kem này nhá. Hộp kem này thì tôi có rất nhiều ở nhà. Ultra Facial Cream dành cho các bác từ da hỗn hợp đến da khô. Bác nào đang mong muốn có một kem dưỡng da siêu siêu đỉnh, siêu siêu đỉnh, đỉnh đỉnh nhất, đỉnh nhất trong các cái brand mà các bác đã từng dùng ấy, thì bác hãy thử cái này và comment là kem Kills nhá, tôi tặng các bác. Bác thấy không? Cái đợt này là nhiều quà kinh khủng khiếp và tôi đã dành rất nhiều quà cho các bác vào những cái đợt này, nên các bác đừng quên là hãy tiếp tục theo dõi các video tiếp theo bởi vì chúng ta có rất rất là nhiều quà trong đấy luôn. Vừa rồi chúng ta cùng nhau chia sẻ hết về cái haul lần này của Lin khi mà Lin đi Đài Loan đã mua được, và hy vọng là mọi người đã thích cái video này cũng như có thêm nhiều idea để mình đi Đài Loan và mọi người có thể mua được thật thật là nhiều món quà phù hợp cho bản thân mình và cho gia đình của mình. Hẹn gặp mọi người trong những video lần sau và đừng quên là ấn subscribe channel bác Lin. Cũng như là bác Lin để chính là TikTok, Instagram và Facebook. Ngoài ra Lin có một nút tên mà tiền tốn tiền mà phải vào đấy theo dõi skincare làm đẹp cùng với cả chị em. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Bye bye.